Thưa quý vị, mặc dù Việt Nam chúng ta đang trải qua đợt bùng phát dịch lần thứ tư, nhưng vẫn lọt vào top 10 quốc gia lý tưởng cho người nước ngoài làm việc và sinh sống. Khảo sát Expat Insider 2021 do tổ chức Internation thực hiện trên 120.000 người ở 59 quốc gia khác nhau. Theo khảo sát này, có tới 86% người được hỏi cho biết hài lòng với công việc tại Việt Nam, 85% hài lòng với chi phí sinh hoạt, 85% hài lòng với cuộc sống nói chung. Mức độ hài lòng với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tại Việt Nam là 78%. Ngoài ra, văn hóa đa dạng, cảnh quan tuyệt đẹp, đồ ăn ngon và là điểm đến lý tưởng với nền văn hóa hấp dẫn cũng là lý do khiến Việt Nam trở thành quốc gia được đánh giá cao trong khảo sát năm nay.